Người rảnh ghê, chưa nắng ra đứng tập thể dục. Alo. Nghe. Nghe hả? Rồi. Lát nữa đi. Lát nữa tôi ghé ha. Lát gọi lại lát. Thôi có gì đâu khóc. Giờ bán không hết thì từ đây tới chiều bán không hết thôi, không gì đâu khỏi khóc. Dạ không có. Con có khóc gì con bán không được chứ số. Mà tại vì mẹ của con á bị tai nạn bây giờ nằm trong bệnh viện á. Mà bây giờ điện thoại con thì hết pin. Giờ con không biết con liên lạc sao nữa. Ủa mà ai gọi cho cậu báo cho cậu biết là mẹ cậu bệnh? Em gái con gọi. Nó anh hai. Mẹ bị tai nạn bây giờ nằm trong bệnh viện nè. Ủa rồi nãy cậu nói chuyện với nó bằng gì? Dạ nói chuyện bằng điện thoại mà giờ hết pin luôn rồi. Đâu giờ chú cho con mượn điện thoại chú con gọi cho em con cuộc được không chú? Thôi. Không được đâu, không ấy giờ nếu mà cậu muốn gọi điện thoại cậu đi kiếm cái điện thoại công cộng nào ở gần đây rồi cậu gọi đi. Còn đâu phải người ở đây, con đâu biết chỗ nào có điện thoại đâu. Mà không được đâu, tôi không cho cậu mượn được đâu. Chú con năn nỉ đứng chú lại. Ai đứng lại? Đứng lại. Ai đứng lại? Chú đứng lại. Ủa, mắc mớ thì tôi mới đứng lại. Em, dạ. Em ngồi xuống. Để anh giải quyết. Chú bỏ đi đâu vậy? Chú thấy người ta khóc lên khóc xuống không? Người ta khóc xuống nè. Còn chuẩn bị khóc lên nè. Nín. Khóc vậy đủ rồi. Chú thấy ta khóc vậy chú không thương hay sao vậy hả? Có cái điện thoại thôi mà chú không đưa cho người ta gọi cho ba má người ta ở quê nhà hay sao vậy? Sống cơ nhở như vậy mà chú. Mẹ không có ở quê nhà, mẹ đang bị bệnh trong bệnh viện á. Có mẹ bệnh trong bệnh viện. Vậy mà chú không thương người hay sao vậy? Chú không đưa cho người ta mượn điện thoại ta gọi cho mẹ người ta trong bệnh viện. Không phải, cậu phải hiểu cái này. Tôi là không phải là tôi tiếc, nhưng mà rõ ràng tôi thấy cái cậu này. Chú gì? Chú sợ người ta lấy điện thoại của chú chứ gì? Trời ơi, chú nghĩ con vậy luôn hả? Trời đất ơi, chú kỳ cục quá hả? Không biết thương người. Gặp con là con đưa điện thoại cho người ta gọi cho ba má người ta liền rồi. Anh không phải cái gì. Nè, điện thoại nè, gọi cho ba má. Gọi cho ba má đi. Điện thoại gì? Gọi đi. Chú nghĩ sao vậy biết hả? Rồi nhưng mà chú biết cái gì chú biết mà chú không đưa điện thoại cho người ta? Không phải, tại vì tại sao? Cái gì em? Bát. Đó, đưa điện thoại cho người ta mà nếu như quên bát hãy bấm bát cho người ta. Xẹt qua 219419 tưng tưng gọi đi. Nha. Sai. Sai. Nếu như sai phải bấm lại vì nó có dấu vân tay. Bấm vân tay gọi được cho mẹ của cưng đứng dậy. Đi, nghe lời anh. Thương quá. Em cảm đi. Ơn anh nhiều. Đi. Dạ cảm ơn anh. Cho anh ôm em một cái đi, tại vì em thấy thương quá. Thôi, em không ngờ là bây giờ có người tốt vậy luôn á. Gọi 10 phút, 15 phút cũng được nữa. Nói mẹ bớt bệnh lại để gọi khỏi gọi điện thoại nhiều chi. Nói chuyện chi. Thôi đi. Còn là đứng rồi thôi. Chú thấy chưa? Nó đi như vậy nè. Nó để giấy số mới của nó lại, chiều sổ mà nó để đây. Không phải. Nó đâu có sợ chú lấy điện thoại của nó là lấy giấy số của nó đâu. Chú hiểu không? Không phải vậy, tôi là muốn giúp nhưng mà muốn giúp cái gì? Ê cái gì bây giờ chú muốn lụm giấy số của người ta hay sao vậy? Nó cái gì? Nó gọi điện thoại là điện thoại của con chứ không phải điện thoại của chú đâu. Biết rồi nhưng mà biết rồi cái gì? Điện thoại của con, password của con là 219419, enter một cái là vô gọi được liền. Tôi ghi rồi nhưng mà tôi nói cậu ỷ y quá bây giờ nó cái gì bây giờ nó lấy cái gì? Giấy số nó để ở đây mà nó đi đâu? Nó đang đứng ở đây nè. Coi kỹ là cái giấy số là ngày số gì ngày nào sổ, ngày nào hôm sổ. Nay là ngày đó rồi thằng bé nó lấy điện thoại của cậu nó chạy đâu kìa, nó chạy hướng nào tôi thấy nó chạy đằng kia kìa, cậu rượt theo đi em thôi không kịp nó bây giờ đó. Thằng bé, cái điện thoại của anh mới vừa mua trả góp chưa trả hết mà em đỡ lòng nào em lấy. Thằng bé ơi, điện thoại của anh. Điện thoại tôi mất cái điện thoại rồi. Làm gì vậy? Tính đèn. Trời gì vậy? Đã nói là đừng có đụng vô người tôi mà. Thôi mà. Anh đã nói là không được đụng vô người tôi nữa. Trời ơi, bữa nay mày đặt cho cũng nghèo nữa hả?
Được rồi, được rồi. Anh ôm luôn. Tại sao lại hà hết phụ nữ giữa công viên như thế này hả? Làm gì vậy? Làm cản trở chuyện của tôi vậy? Cái gì? Trời trời trời. Người ta bị đánh như vậy, người ta giúp chị mà chị còn trời ớt. Trời trời là sao hả? Trời có sao không vậy? Đứng nổi không? Tại sao vậy hả? Tôi giúp chị mà cái tên thanh niên này sàm sỡ chị, mà chị nói lòng nào chị đứng cười á rồi vậy hả? Bây giờ tôi phải xử lại anh này hả? Tại sao anh lại hà hiếp phụ nữ tại cái chốn công viên này hả? Anh với tào lao á. Tào lao cái gì? Gì ta, bạn trai bạn gái người ta đang tâm sự làm gì tự nhiên xíu xíu vô vậy? Đúng rồi, đồ điếm. Ừ, muốn chơi nổi người yêu tôi chứ bộ. Người yêu cái gì? Lấy bằng chứng gì mà bằng chứng gì mà là người yêu? Đồ khùng hả? Đó là người yêu tôi là bằng chứng thì chỉ còn gì nữa. Ờ vậy hả? Một đấm đủ chưa? Hả? Muốn đấm thứ hai không? Thôi nhìn năm đấm anh ghê quá, đừng đánh em nữa. Tào lao dưỡng thuốc đi cho nổi. Đi em. Trời ơi, vậy rốt cuộc là mình làm ơn mắc quá hả? Trời ơi. Trời ơi, cái này là mình làm ơn mắc quá hả? Trời, đừng giúp người ta mà bị người ta đánh lại đâu. Có làm sao không? Ê, trời ơi. Làm mất hồn rồi. Chú à, tưởng đâu cái ông bự con hồi nãy quánh con. Trời ơi, bị ta đánh thấy không? Bởi vậy tôi nói với cậu rồi, tôi biết cậu là cái người là có tâm thiện, có lòng tốt, muốn giúp người khác. Nhưng mà mình phải tùy chuyện, hiểu không? Không phải đâu, nãy thấy hai đứng con phía sau, con đứng tưởng đâu ông này là ông hà hiếp cắn mỏ bà này. Ai về đâu rồi ra tỏ tình với nhau. Bởi vậy tôi nói nhiều chuyện không phải giống như mình nghĩ đâu. Phải quan sát cho nó kỹ càng, tìm hiểu sự việc coi ra làm sao. Chứ không phải mày muốn giúp là nhảy vô giúp càng, giúp ẩu vậy đâu. Chú con... Thôi được rồi, nói gì nói chứ phải công nhận là cậu cũng có được cái sự mà gọi là năng nổ, chịu khó. Nhưng mà giúp người kiểu đó là có nhiều khi mình đặt lòng tốt không đúng chỗ, hiểu không? Nhưng là tôi thấy giờ có nhiều thanh niên nhiều khi thấy vô cảm lắm. Thấy nhiều chuyện xảy ra vậy đó mà không được như cậu. Cứ đứng ngoài nhìn chứ còn không có giúp đỡ cho người khác, cái đó cũng không tốt. Còn như cậu nhiều khi không biết sự việc như thế nào mà làm vậy nó cũng không xong. Thôi được rồi, đây cũng một bài học rút kinh nghiệm. Lần sau nó muốn giúp người á, phải chịu khó suy xét sự việc, rồi lúc đó hãy đặt lòng tốt mình vào, hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi, con cảm ơn chú nhiều. Chú đổi tiền đô rồi ha. Ừ. Sớm mình vòng vòng đây mấy người ra mua rượu nè, đi mua cá nè. Đó, rồi chú đưa tiền đô, người ta lấy tiền đâu người ta thối cho chú. Cái chuyện nói chuyện của người ta.